sáng nay cùng uống cà phê, tôi rủ thằng bạn kia cùng đi chung. Điện thoại cho nó thì lại rung, bên kia nó nói tao đi giúp mày rồi. Này cô, em bán cà phê, em bao nhiêu tuổi, anh đây đeo đuổi, em có mà được không? Không dám đâu. Nếu em bằng lòng thì anh xin hứa, từ đây anh chỉ có một mình em. Này cô, em bán cà phê, sao da em trắng, sao môi em hồng, cho lòng anh ngây ngất, nửa đêm thức giấc anh cũng nhớ về em.